khát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình còn mộng bên nhau, không đến chỉ nguyên tình đồng áng. Dối chân thật yêu dấu những ân tình đó, tay trong tay nhau. Tiếng quá ok trong tầm giá luôn các bác nhá. Con này về cách đây phải đến tầm khoảng gần tháng rồi. Nay em mới có clip, nay em mới có thời gian để test cái clip tử tế cho các bác xem. Mặc dù em đã bán gần hết rồi các bác nhá. Con này là bàn không ghép fake. Những cái con bàn không ghép fake thì thường thường nó ra cái chất nhạc rất là hay. Và đa số những cái mixer cơ mà chất nhạc hay ở bên Trung Quốc ấy thì người ta sản xuất là không ghép fake các bác nhé. Tại vì những cái bàn mà dưới 10 triệu ấy thì cái effect của nó rất là lởm luôn. Nếu cái bàn nào có effect thì effect rất là lởm, ngoài là cho có thôi. Thậm chí nó còn không bằng effect của mấy cái con âm ly cơ. Đấy, thế nên là các bác mua thì các bác cũng chả cần quan tâm những cái có effect hay không. Thì về các bác có thể kết hợp với lại một con echo rời hoặc là một con vang số của các bác. Echo rời hoặc là vang số thì bây giờ chắc là bác nào cũng có rồi. Thì bình thường em đang bán cái giá con này là 2.8 triệu, còn cái con 16 line này là 3.300.000. Nhưng hôm nay con 16 line thì em chỉ có 5 con thôi. Con 16 line hôm nay còn 5 con thì em bán cho các bác chơi với cái giá là 3 triệu đồng một con. Và em bao ship nhé, 3 triệu đồng bao ship con 16 line này. Và con 16 line này chiều ngang nó là 55cm nhé. Chiều ngang là 55cm. Đấy các bác mua thì để ý xem có vừa cái tủ đồ của các bác không nhé. 55cm ngang. Đấy có thể không vừa thì các bác cũng có thể mua các bác để bên trên được. Chất âm của hai con này thì nó như nhau, tại vì nó là cùng một loại, nó là cùng một volume, nó chỉ khác nhau là con này nó là 12 line, con kia nó là 16 line, nhiều line hơn thôi. Đây là em đang kết nối với con FX rời này. Đã có FX rời của Edenger các bác nhé, là cùng một con rất là quốc dân, bình dân nhưng mà tiếng khá là hay. Đấy, 2024P, con này giá bạn em đang bán là 2 triệu đồng bao ship cho các bác nhé. 2 triệu bao ship. Và em đang hát trên cái bộ mic. Một mic này em mua thành lý tồn kho được 30 mấy bộ năm 2019 này, gia tốc tự ngắt đầy đủ, nhìn rất là đẹp, giá là 1.800.000. Lên đi, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7. Mày có hát được bài không? Bài gì cảm thấy hát được thì hát. Cùng chỗ. Có echo đấy. Lắp echo rồi đây. Đấy. Kết nối rất đơn giản thôi. Cái này chắc là bác nào sử dụng mixer với lại ấy cũng biết hết rồi. Đây là hiện tại là em đang cho cái tiếng hai đường AUX, hai đường AUX em cho đi qua con là này, con tiền vật rời này. Đấy, xong rồi em ao ra, xong rồi em ao ra hai cái đường mic 78 của cái con mixer này. Đấy, khi gạt cần 78 lên thì effect nó sẽ chuyển ra cổng mic này các bác nhé. Đấy, chuyển ra cổng mic này bằng đường AUX đi. Cho lên AUX thì cái effect nó sẽ chuyển qua đường này. Đây, soạn bài hát thử đoạn xem. Đấy, bọn này là thanh lý tồn kho còn mới nguyên các bác nhé, chưa ai sử dụng cả. Bỏ thùng rất chắc chắn, bác nào mua dùng rồi biết rồi, các bác mua 3-4 cái được. Đấy, con này 2.8 triệu, con này 3 triệu. Cả hai con em đều bao ship cho các bác. Lưng, lưng, 1, 2. Đầu tiên 1, 2. Đấy, đẩy effect đây. Vài câu được rồi. Lần lần 1, 2. Đấy, nhạc đánh rất hay. Không tìm nhạc hơn nhé. Ngày hôm ấy em đi trong mơ, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Đấy, các bạn thấy không? Còn 2 triệu thôi nhưng mà gì vật rất ok luôn. Hỏi mơ
rơi ơi mưa rơi, bay chim lắng cái khóc hoang tìm nhau. Ai đông ai đêm biết bao giọt sầu. Đấy, thế cho nhanh khỏi nhạc. Đấy, 2.8 triệu, 3 triệu, mic 1.8 triệu, revert 2 triệu. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đấy, con này thì em chỉ có 5 con rồi. Đấy, bác nào nhanh tay thì còn nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.